Xin chào các bạn, mình tên là Hồ Ngân. Hôm nay mình mời các bạn đến trường mầm non 24 tháng 3 tại thành phố Tam Kỳ để cùng vui xuân nhé. Đối với trẻ em, Tết chính là thời điểm ý nghĩa và vui vẻ nhất. Các bé không chỉ được mua quần áo mới, mua đồ chơi mới, mà còn được đi chơi, thăm ông bà nội ngoại và còn được lì xì. Hòa vào không khí rộn ràng đó, các cô giáo trường mầm non 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ chuẩn bị cho việc trang trí Tết bằng cách làm hoa giấy trang trí để tạo nên không khí mùa xuân với nhiều âm hưởng và màu sắc khác nhau cho các bé. Các con ơi, sắp đến mùa xuân rồi này, và trong những ngày Tết thì chúng ta các con thường hay thấy gì nè? Là trong nhà thường hay để trên những bình hoa rất là xinh đẹp đúng không nào? Ngày hôm nay cô Hà và cô Hiền sẽ hướng dẫn cho các con cách làm hoa hồng từ những giấy nhúng, và các con sẽ có thể đem về trưng được trong ngày Tết để trưng cho nhà mình được xinh đẹp thêm đó các con. Bây giờ cô Hà xin giới thiệu với con nguyên liệu để làm bông hoa hồng từ giấy nhúng và giấy. Nguyên vật liệu sẽ là giấy và giấy nhúng có độ co giãn và sẽ có nhiều màu sắc. Và ngoài ra giấy nhúng ra thì các con cần phải có chuẩn bị thân để làm thân cành hoa, và các con chuẩn bị giấy màu xanh để làm lá hoa, và ngoài ra thì còn có keo để các con gắn hoa vào trong cái thân của cây hoa. Cái chỉ để các con buộc lại và kéo hồ dán để các con có thể cắt giấy và dán thêm cánh hoa vào trong thân hoa. Đó là nguyên vật liệu các con có thể được làm hoa. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để làm hoa chưa nào? Và đầu tiên cô Hà sẽ chọn một dải giấy màu. Các con sẽ thích màu nào con chọn màu đó, và cô Hà đang chọn tay là dải màu hồng. Và dải giấy này cô Hà sẽ cắt từ 8 đến 10 cm. Đầu tiên là các con hãy gấp một góc của tờ giấy. Sau đó con miết cho tờ giấy nó có cái nếp gấp như thế này. Sau đó là các con hãy gấp lại một lần nữa. Và ngón tay cái của con tay phải, ngón tay cái của ngón tay phải này hãy giữ cái móc cái đầu giấy bên này và hãy vặn qua một góc để giữ tờ giấy. Sau đó các con tiếp tục vặn cho thành một cái nếp gấp tiếp theo. Tương tự như vậy các con hãy cứ vặn để tạo thành những cái nếp gấp của bông hoa. Những nếp gấp này các con hãy làm thật là đều để cho bông hoa khi mà mình quấn lại bông hoa thì bông hoa sẽ được đẹp hơn đó các con. Và các con nhìn xem cô đã gấp nếp giai đoạn đầu tiên của bông hoa rồi nè. Cô đã gấp xong nếp những cái đường nếp của bông hoa. Và bây giờ tiếp theo cô sẽ gấp những bông hoa lại, gấp cái dải giấy lại. Và mình sẽ quấn vào trong cái thân cây của cành hoa. Và ta quấn ngược lại cái nếp gấp. Các con phải quấn đều này. Và vừa quấn vừa miết tay, và một tay phải giữ ở dưới cho chặt. Và các bạn nhìn xem đã xong một bông hoa. Bây giờ cô Hà sẽ buộc chỉ lại để cho bông hoa được gắn vào trong cái thân cái cành hoa. Và tiếp theo là các bạn sẽ làm đài hoa. Đài hoa là bằng cách là các bạn sẽ lấy giấy màu xanh như thế này. Các bạn chọn giấy màu xanh, các bạn hãy cắt một mảnh hình chữ nhật. Mảnh giấy hình chữ nhật. Sau đó các bạn sẽ gấp lại và cắt hình răng cưa để cho có được cái đài của hoa. Cô vừa cắt xong cái đài hoa nè. Bây giờ bạn nào lên giúp cô bôi hồ vào đài hoa để gắn vào cánh hoa được không nào? Cô Hà mời. Cô Hà mời bạn xấu xí. Cầm giữ cái từ này. Đó, đúng rồi. Con bôi hồ qua. Bóp mạnh cái chai hồ ra. Bóp mạnh cái chai hồ ra. Đó, đúng rồi. Rồi, con mét một đường nữa. Rồi, đúng rồi, giỏi. Cảm ơn con, cảm ơn bạn Trâm. Và tiếp theo là cô sẽ quấn cái đài hoa này vào dưới cái bông hoa.
dưới cái bông hoa này, quán sát vào. Bây giờ cô sẽ dùng cây và cô quán chặt lại để cố định cái cúng hoa với lại cái thân cây. Và cô sẽ dùng một mảnh giấy hình chữ nhật để cô cắt thành lá. Tương tự như vậy, cô sẽ cắt một mảnh hình chữ nhật thế này để cô làm lá. Lá của hoa hồng thì sẽ có những cái răng cưa đúng không nè? Và cô sẽ cắt những cái răng cưa nhỏ như thế này. Và đã xong một chiếc lá. Bây giờ cô sẽ gắn chiếc lá vào cành hoa. Vừa rồi là các con nhìn này, cô Hà và cô Hiền đã quấn xong một chiếc lá cho bông hoa rồi này đúng không? Và bây giờ sẽ cô Hà muốn quấn thêm một chiếc lá nữa. Mình hãy gắn thêm một chiếc lá. Bạn nào lên giúp cô nè, lên giúp cô đã. Mình thêm một chiếc lá vào cho bông hoa thêm đẹp nè. Cô Hà mời bạn Thư. Cô Hà mời bạn Thư. Đến đây con. Rồi con hãy cầm cành hoa nè. Con hãy cầm cành hoa chặt vào ngay. Một tay con giữ chiếc lá này. Rồi bây giờ con bóp chiếc lá lại đây. Con bóp cái tay chiếc lá lại đây. Bóp lại đây như thế này. Đó đúng rồi. Bây giờ thả tay này ra. Con quấn cái này lại. Con lấy cái tay này nè, cầm cái dãy keo quấn quanh. Đúng rồi. Đúng rồi, cô sẽ giúp giữ con. Đúng rồi, quấn chặt vào. Đó, chiếc lá đã dính vào cánh cành hoa chưa? Dính ra đúng không? Bây giờ thôi cầm cây hoa này. Thân mở chiếc lá ra. Thân mở chiếc lá ra. Thân mở ra. Đó, bẻ ra cho nó cong ra. Bẻ từ từ đơn rị xuống nữa mà bẻ cong như thế này nè. Đó, thấy chưa? Vừa rồi cô cháu chúng ta làm được rất là nhiều bông hoa rất là đẹp đúng không nào? Và ngày bây giờ cô trò chúng ta hãy cùng cắm hoa vào bình hoa được không? Bây giờ cô mời tất cả các con cùng lên đây nè. À, mỗi bạn sẽ giúp cô cắm hoa vào lọ hoa sao cho đẹp được không nào? Và mình sẽ có được một lọ hoa rất là đẹp để trưng vào ngày Tết đúng không? Nhằm tạo một không gian ấm áp, lung linh cho các bé ngày Tết là điều mà các cô giáo trường mầm non 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ có thể làm được bằng việc tái sử dụng các phong bao lì xì làm lồng đèn với gam màu đỏ rực rỡ. Sự hiện diện của những chiếc lồng đèn với nhiều kiểu dáng sẽ đem lại không gian rực rỡ, huyền ảo và sống động, tạo động lực các bé đi học mỗi ngày. Cô Thảo sẽ hướng dẫn cho các con làm một chiếc lồng đèn cũng thật là xinh từ những chiếc phong bao lì xì nhỏ hơn. Các con hãy chú ý cô Thảo làm. Cô Thảo cũng chọn 6 chiếc phong bao lì xì và sau đó cô Thảo sẽ gấp chúng lại với nhau tạo thành một nửa. Khi gấp các con chú ý là mình sẽ gấp mặt trước của phong bao lì xì lại với nhau để chiếc phong bao lì xì của chúng ta còn lại một nữa. Sau khi gấp xong 6 cái phong bao lì xì thì các con chú ý chọn cái phần hoa văn ở dưới và mình nối chúng lại với nhau. Chỉ nối phần dưới của hoa văn của phong bao lì xì lại với nhau. Các con nhớ chưa nào? Và cô Thảo đã được một mặt của bao lì xì của chiếc lồng đèn. Và bây giờ cũng tiếp tục như vậy, mình cũng chọn 6 phong bao khác, mình làm một mặt bên còn lại của chiếc lồng đèn. Sau khi cô Thảo đã ghép xong 2 phần của chiếc lồng đèn thì cô sẽ sử dụng tiếp theo 6 chiếc bao lì xì để nối 2 phần này lại với nhau. Để nối được 2 phần này lại với nhau thì cô cũng sẽ gấp tương tự như lần đầu, nhưng các con nhớ là mình chỉ bấm nhẹ vào 2 phần
trên và phần dưới của phong bao lì xì. Các con không nên giúp mạnh chiếc bao lì xì. Các con cứ lần lượt bấm hết 6 phong bao lì xì vào 6 cánh hoa. Khi bấm thì các con nhớ là mình chỉ bấm một nửa của phong bao lì xì này vào một phần của cánh hoa, nửa còn lại mình sẽ gắn vào phần còn lại của cánh hoa tiếp theo. Các con nhớ chưa nào? Nửa còn lại của chiếc lồng đèn thì những phần trên này các con sẽ nối vào đây. Các con sẽ nối đấu xứng. Bên này mình có một cánh thì mình nối với cánh còn lại của bên này. Và sau đó mình sẽ bấm chúng để chúng dính vào nhau. Các con phải nhớ là mình khi mình làm thì mình phải đấu xứng từng cánh một với nhau. Sau khi nối xong hai phần vào những chiếc phong bao lì xì còn lại thì cô Thảo đã tạo ra một chiếc lồng đèn rồi đấy. Và để cho chiếc lồng đèn của mình thêm xinh hơn, thêm sinh động hơn thì cô sẽ nối cái cao chúc này vào phần dưới của chiếc lồng đèn và sử dụng bấm để bấm lại. Và phần trên thì cô cũng sẽ chọn dây để chiếc lồng đèn của mình có thể treo được trên cây thật là xinh. Và bây giờ các con cùng cô đi treo những chiếc lồng đèn nào. Ngoài ra, việc trang trí Tết ở trường mầm non còn mang giá trị tinh thần rất lớn đối với các thế hệ mầm non của tương lai đất nước, khiến các bé càng háo hức và vui tươi khi đến trường. Tết đến, tất cả mọi người đều không còn quá xa lạ với hình ảnh hoa mai, hoa đào, quả dưa hấu, bánh chưng, bánh tét. Những hình ảnh trang trí chủ đề Tết và mùa xuân như hoa mai, hoa đào, bánh chưng, ông đồ già, con giáp của năm mang chủ đề Tết đẹp nhất, độc nhất, ngộ nghĩnh đầy màu sắc, giúp các mầm non của tương lai có không gian tốt để mở mang kiến thức. Bên cạnh đó, việc trang trí ngày Tết còn giúp các bé tư duy và trí tưởng tượng về một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Hoa mai, hoa đào, mâm ngũ quả, ông đồ là những hình ảnh mang đậm nét văn hóa người Việt, tạo một không gian Tết đầy màu sắc, tươi vui cho các bé trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu này. Cho nên, mỗi khi Tết đến xuân về, các cô giáo lại cắt dán loài hoa đặc trưng của Tết Việt để cùng các học sinh bé nhỏ của mình trang trí cho môi trường học đường đậm chất xuân. Chúng ta cùng các bạn trang trí những cành hoa mai, hoa đào để đón Tết nhé!